Ta mày bị chém lồi xương, mày có chịu được nổi không? Ta không đụng tới vụ này nữa. Ta biết mày cay khổ sở lắm, nhưng bây giờ mày đâu chịu được tới sáng chứ. Chịu không nổi thà chết. Nếu ta còn đụng tới nữa thì mày nói đi. Tao đâu còn mà mũi gì gặp thằng Nhật kia vợ tao chứ. Bỏ đi. Vụ tối nay 9 phần 10 rõ ràng là thằng Mã Siêu đặt mình lên bàn thờ mà. Mối nợ này tao phải tính đàng hoàng cho nó mới được. Tiểu Khu, mày về con em thế nào? À, anh Hào à, tôi về trước nha. Tới mà, tôi về. Mày đừng có lải nhải nữa mà, đi về đi. Thì đang đi nè. Chờ cả đêm nó xếp phòng mà, thì không dễ, sao trễ quá hả? Thu dọn sạch sẽ cho tụi bay mới tới được chứ. Xếp phòng mà, có thật không đó? Như vậy mà không bắt được nó. Cậu biết tình trạng lúc đó như thế nào không hả? Nó thoát được có gì là lạ đâu. Chết mấy mạng, bị thương mấy thằng, coi như là có kết quả rồi, sợ gì chứ. Toàn là mấy thằng tôm tép không mà ăn thua gì chứ. Nếu biết em bắt nó không được á, cứ để tụi này chém đi. Đàn em anh sao bớt vậy? Nếu mày giỏi như vậy, đâu có bị người ta đánh lăn dưới đất. Im đi mày. Anh Siêu à, trái không chết á, nó sẽ mét anh bốn á, thì anh chết già á. Tao cho nó cơ hội sao? Đây mà. Đây mà. Đây mà. Cái gì vậy? Mấy giờ rồi? 12 giờ rồi. Đây mà, đây cái áo của tao. Áo của mày à, dính toàn là máu đó, làm sao mặc đây? Lục coi cái áo cũ không? Chắc thằng Tiêu không có. Đây mà, cho tao điện thoại trong quỷ trước nha. Sắp qua tình hình ra sao? Alo, quỷ à, là anh đây. Anh Hậu, anh không sao chứ? Anh không sao? Có ai tìm anh không vậy? Quỷ à, sao em khóc vậy? Đừng về nhà. Anh đừng về nhà mà. Ai ở trong nhà vậy? Là tao, Mã Siêu đây. Mã Siêu, mày muốn sao? Muốn sao à? Muốn sao về coi thì biết liền. Tao cảnh cáo mày nha, mày đừng có dẻo tao mà chết mày đó. Alo, alo, alo. Ông muốn gì đây? Muốn gì hả? Thì muốn làm tình. Dám cắn tao? Đại ca, đừng có trách thằng em không biết điều nha. Em đã cứng ngắc rồi. Nếu như anh có hứng thì em có thể nhường cho anh thôi. Sao không nói câu nào gì hả? Nếu không có gì hài lòng thì lên tiếng bàn bạc đi hả? Nếu mà anh không lên tiếng thì em úp đây đâu có biết đúng hay không, phải không hả? Đứng dậy. Đại ca, lẽ ra thì em thương anh lắm, nhưng mà anh cứ chống chọi với em hoài. Em buộc lòng phải làm vậy thôi. Làm gì đây? Còn không dẫn vô phòng? Bộ không biết tao muốn chơi nó hay sao hả? Không lẽ tao chơi ngay chỗ này mất dạy vậy sao? Hả? Chết đi mày. Chơi với thằng Hào được, chơi với tao không được sao? Mày chê tao xấu trai hả? Tuy tao xấu trai nhưng mà ở dưới bảo đảm mày sẽ hài lòng. Mày sẽ có dịp coi rồi đó. Dẫn vô phòng. Nè, mày làm sao chứ? Không sao, anh đi trước đi. Được. Nè, ông đừng có đi. Nè, đứng lại đi, đứng lại. Đi. Mũ đi. Đánh tôi nữa hả? Đụng xe của tôi còn muốn đánh tôi. Tôi bị hù từ nhỏ tới lớn, tôi không có ngán mấy thứ lóc cá như ông vậy đâu. Cà chớ hả? Ông không có đền tiền được không mà đi nha. Nè, thím à, thím à. Cái gì hả? Bộ bỏ mà, tôi là chi thím hả? Đem tôi đền cho. Đền cho?
bỗng không nghe tiếng chuông của nhà trường reo sao? Làm sao đưa tụi nhỏ đến trường đây? Thiệt là. Tiểu Huệ, Tiểu Huệ. Tiểu Huệ, Tiểu Huệ. Tiểu Huệ, Tiểu Huệ à, anh Hào đây. Anh Huệ à, Huệ. Thằng khốn nạn Mã Siêu, họ đã giết anh Tư rồi. Anh nhất định sẽ giết tụi nó mà. Con mình đã mất. Em xin lỗi anh. Tiểu Huệ, Tiểu Huệ. Không có đủ tiền tôi tìm ông đấy nha. Cứ gọi tôi đi. Để nít như vậy. Tôi nói được rồi. Tụi con nít này phải cần tôi đến học. Nè, cái nón sắp tôi cũng hư rồi đó. Để nít như vậy đó, thiệt à. Nè, nè nè thím coi đi. Cái này cũng hư rồi nè, của tôi cũng kệ hư rồi. Kệ ông chứ. Hơ, chạy xe kiểu này không đụng chết người là mai phước lắm đó. Hệ thế đừng trù tôi vậy được không? Không trù ông thì trù ai chứ. Sợ có làm mấy em giật mình không? Tôi nghi ngờ anh có liên quan tới vụ án này. Bây giờ tôi bắt anh. Không phải tôi giết đâu. Không phải tôi giết đâu. Hỏi cái gì mày cũng không trả lời. Mày biểu tao làm sao giúp mày? Không cần nói nhiều. Thằng Mã Siêu là tôi nhất định phải giết nó. Thằng sẽ chết lấy chạy của mày hả? Xin lỗi ngài sếp. Mày ngồi xuống đi Hào. Hào à, mày bình tĩnh đi. Mày lúc nào cũng bình tĩnh mà. Mày hãy tin tưởng rằng xã hội này sẽ có luật pháp. Tao giết nó tao phải là người đâu. Tin tao đi, tao không có giết ai cả. Tao vừa về tới nhà không được bao lâu thì cái xác mới bắt tao. Tao tin mày, tao tuyệt đối tin mày Hào. Mày không có giết ai hết. Nhưng mà tất cả chứng cứ đều bất lợi cho mày. Nhưng mà không có nghĩa là họ hại mày. Hào à, mình là anh em tốt, tao giúp đỡ cho mày mà. Mà để cho con. Chú à, uống cà phê đi. Cảm ơn. Con muốn làm trong văn phòng luật sư của chú. Con đang đi làm ngon lành với ông Robert Lâm mà. Tại sao lại không làm? Con muốn nhận một vụ án nhưng ông không chịu. Con từ chức, con nhất định từ chức. Vụ đó thua chắc thôi. Anh Robert hôm nay đã liên lạc với chú, kể hết cho chú nghe. Vụ này chú chưa nghiên cứu mà. Tại sao chú nói thua chắc? Cháu tuyệt đối tin tưởng thằng Hào bị người ta hại. Nhật à, con hãy nên suy nghĩ kỹ lại. Không có đáng giúp thì đừng nên giúp. Chỉ sợ cháu làm ơn bất quán thôi. Vợ của anh bị chết, một xác hai mạng. Không có lý gì thấy anh bị quan mà không giúp anh. Nếu là vậy chú sẽ cho người biện hộ cho nó. Không được. Vụ này nhất định cháu phải nhận làm. Cháu nhất định nhận làm. Con đừng có cứng cổ như vậy mà. Chú của con vì nghĩ tốt cho con. Nếu như con làm cái vụ đầu tiên mà đã thua thì ảnh hưởng rất lớn đối với tương lai của con. Nếu mà không có anh Hào, là tương lai của thằng con của má bây giờ cũng đã tiêu tan. Cách đây 16 năm rồi. Má còn nhớ hay không? Lúc má đem sách tham khảo cho con, má quay đi thì con đã dục hết rồi. Con không có muốn học đâu. Con không muốn thi, con muốn má hối hận suốt đời. Nếu mà vụ án này con thua, kể như là con chưa học qua. Chú à, chú làm ơn giúp cháu lần này đi. Được. Dù sao chú kiếm đủ rồi. Cùng lắm thì đổi một văn phòng luật sư để lấy một gia đình âm cúng. Cảm ơn, cảm ơn. Nè, theo lời nói của anh, sau khi anh gây lộn với bà nữ tài xế rồi anh bỏ đi về nhà,
Tiếp theo chưa đầy 5 phút, cảnh sát đến đúng không?